Ở bên kia là một cái nhà nghệ thuật của tỉnh Bạc Liêu. Bắt đầu cái mình đối diện á thì sẽ thấy một cái này rất là hay, đồng hồ Thái Dương. Đồng hồ Thái Dương này nó là một cái duy nhất của Việt Nam. Không biết trên thế giới có không? Đây là cái đồng hồ đây. Nó đơn giản lắm, nó chỉ là xây bằng gạch thôi. Nhưng mà ở trên cái nền gạch đó là có khắc khắc chữ số La Mã. Rồi kim dài kim ngắn có hết. Còn cái phần nhô ra đây nè, đó là 1 giờ đó. Này coi bằng ánh nắng mà bây giờ không có nắng mình con được. Cái phần nào mà tối á là nó đang chỉ giờ. Bây giờ trời hôm nay rất mát mẻ nên nó không có nắng. Ở trong công viên có một cây cây bồ đề. Ngoài ra chẳng có gì hết, nó chỉ có cái đồng hồ kỷ niệm thôi.